Có gì nhìn không? Biến. Và thế tao rất thích trò đấy. Nó trong ngõ để xem của con nào bị tiêu chảy nữa không.
chào mẹ. Bố muốn thế hả mẹ? Bố ơi, thánh bia rồi con ạ. Bố lên đấy làm gì hả? Mà bao giờ thì bố về? Bố đi có việc ở công ty. Chắc lần này bố đi vài tuần. Con đi tắm đấy mẹ ơi. Tích cực của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Tổng Bí thư đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và thực chất quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, nhất là kể từ khi ra tuyên bố về tầm nhìn chung là ngon nhất trên đời đấy. Chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư vào năm ngoái, Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài của Việt Nam. Tổng Bí thư mong rằng dù đại sứ công tác ở bất cứ cương vị nào, với tình cảm, kinh nghiệm và sự hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam, đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Đại sứ Hiroshi Fukada cho rằng quan hệ Nhật Bản Việt Nam đang được củng cố tăng cường mạnh mẽ và đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Chính phủ Nhật Bản rất coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, trong đó có tăng cường trao đổi cấp cao, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực, tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Sao? Cô lại làm cái gì rồi ạ? Sẽ tiếp tục làm hết sức mình, góp phần củng cố tăng cường quan hệ với các nước đang có những thuốc lá không ngừng phát triển. Con tò mò muốn thử, chưa kịp thử đã quá rồi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng. Nó thấy cái đấy nó trái ho cái gì cả? Trực tuyến toàn quốc của công tác. Được rồi, con thấy là vô bổ như thế là tốt rồi. Nhưng mà phải hứa với mẹ, từ lần sau không được động vào những thứ độc hại như thế, rõ chưa? Vâng ạ. Một tuần thế này sao? Một ngày thôi là đã quá đủ rồi. Im mồm ra. Quay giọng đi. Thank you.
giấc mơ của tao thành sự thật kia. Cái kia thiên thần lúc sáng con kẻ mày đấy. Chẳng liên quan. Hôm nay bài khá dài, tôi không kiểm tra bài cũ nữa. Các em lấy sách vở ra chúng ta học bài mới. Ê, hôm nay hay phết nhở? Thì hôm nay tôi dẫn mày ra đây rồi thôi. Chào hai bạn xem menu gọi đồ cho mình. Này hướng kia, mày uống gì? Gì cũng được. Vậy anh cho em hai cốc matcha. Ăn mặt tươi nhá. Sao bạn? Ở cả mình có món gì rất rất ngon. Đấy. Đồ ăn đi ạ. Cho một đĩa khoai lang chiên với một đĩa nem chua rán nhá. Rồi bạn. Các bạn chờ một xíu nhá. Này nhá. Đắt thì tự đi mà trả. Tao phải trả tiền hai cốc mắt cha thôi. Trời mờ. Trả không thấy hành ý gì cả. À mẹ ơi. Tao... yêu rồi mày ạ. Phải cả yêu. Yêu ai? Thiên thần á. Thôi, đừng chọc cười tao nữa. Tao có giận mày đâu. Bố mày nghiêm túc. Tao muốn chinh phục nàng, thế nên mới cần nhờ mày giúp một tay. Thôi, em xin anh. Em không muốn dây dưa với chuyện này đâu. Thế chốt hạ, giờ mày có chịu giúp tao không? Thôi ăn đi, ăn nhanh nhanh rồi về. Thôi. Em cảm ơn.
tên gì đây? Tên Mày... tài tình. Ngay. À. Ơ kìa. Khổ thân. Quỳ thật đau lên. Đau thật à? Lợn với mẹ đây à? Này, có điều họa sĩ à? Chẳng đây. Ôi, đưa người đẹp ấy, thế nào cũng để xinh. Từ từ tớ sẽ trả. Nhưng mà, chưa biết bao giờ rồi. Mày có bắt nạt tội không? Việc của mày à? Của cậu này. Tao xin được cả số điện thoại lẫn Facebook luôn. Đây là công lao của ai ấy nhở? Yên tâm, tí về thích ăn gì tao đãi. À, mà mày nhớ là từng có được thân thiết anh không? Bố mẹ hết. Buồn gì tao mày thân thiết đâu mày giả vờ. À mà đây có khi là cơ hội để tao khóc của mày chứ. Ờ, đến lúc hoài thân hết thì lại khóc. Thế khóc quá hạnh phúc. Ha ha. Thôi, đi vào trong lớp đi, rồi tao vào sau. Cười về thôi. Cái hẹo gì ấy? Đi ra không? Không. Để hôm khác đi. Hôm nay tao có hẹn rồi. Tao đi trước rồi. Tao không thích mặc váy đâu. Thế mày đi về nhà à? Thương
không rồi. Thế nếu mà tao mặc váy thì... Ồ thế á? Thế thì anh sẽ luôn bên em. Cho dù phải chống lại cả quả đất này. Mẹ con điên. Mày đấy còn thú hoa mà thằng điên, sao mày có phải nhảy cùng tao? Vì tao yêu mày, được chưa? Mày nói trước đi. Thôi, mày nói trước đi. Thì thôi, không phải nói diện nhé. I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting.
Ước gì chúng mình cứ như thế mãi nhỉ? Hay là bây giờ bọn mình nói về ước mơ của bọn mình đi. Được. Ước mơ của mình à? Là đi du lịch khắp thế giới. Còn Châu thì sao? Ước mơ của tao á?